Đức Phúc chính thức comeback dịp Valentine, danh tính cô dâu được Eric hé lộ là người yêu mới. Sau ít ngày thả thính, đúng tối mùng 5 Tết, Đức Phúc đã chính thức tung ra poster MV, hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong sản phẩm ra mắt dịp Valentine mang tên Ngày Đầu Tiên. Đây cũng là dự án trở lại của nam ca sĩ sau một năm ở ẩn nên lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong poster MV Ngày Đầu Tiên, có thể thấy đây cũng là lần đầu tiên Đức Phúc lộ diện vest cực bảnh, hóa thân vào vai chú rể. Đặc biệt, người thể hiện vai cô dâu cho đến hiện tại vẫn đang là sự tò mò lớn của người hâm mộ. Bên dưới phần bình luận, Hoa Minh Di tung hình rằng đây sẽ là cô nàng có nhan sắc cực phẩm, khiến cho cộng đồng mạng lập tức đặt nghi vấn cô dâu trong MV. Không ai khác, chính là chị cả nhà hoa dâm bụt. Mặt khác, Eric lại khiến dân tình thích thú khi tiết lộ việc chờ đợi Đức Phúc công khai người yêu mới trong MV. MV Ngày Đầu Tiên của Đức Phúc sẽ chính thức lên sóng vào ngày 11 tháng 2 tới đây.